Hội Thượng Phật Bồ Tát.
Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni. Nam mô Hằng Ra Đăng Na Đa Ra Dạ Dạ. Nam mô A Di Đà Phật. Lô Yên Đế Thương Bằng Ra Gia Bồ Đề Tát Đọa Ma Ha Tăng Đọa Bà Gia Ma Ha Ca Lô Ni Ca Gia Tăng Bằng Ra Sô Đăng Na Đăng Tọa. Nam Mô Tân Kiến Lần Đòi Mông A Di Đà Bao Tương Ra Lăng Đà Bà. Nam Mô Na Ra Cấn Trì Hê Rì Ma Bàn Đà Sa Mê Đầu Vô Băng Thề Dần Tạng Ba Tăng Đà Na Ma Bà Già Ma Phật Đặc Đồng Ang A Ba Lô Hê Lô Ca Đê Ca Ra Đê Nhi Hê Rì Ma Bồ Đề Tát Đọa Ba Tạng Ba Ma Ra Ma Ra Ma Hê Ma Hê Rì Cô Lô Cô Lô Yên Mông Đồ Lô Đồ Lô Phan Sa Phạn xa gia đế đà ra đà ra đê đê ni tăng phần ra gia gia ra gia ra ma ma mùng đề đê hê hê thân na thân na ra xâm phần ra xa vàng dòng phần ra xa gia hô lô Rê ta ra ta ra tăng rê tăng rê tô rô tô rô bồ đề gia bồ đề gia bồ đà gia di đế rê gia na ra cấn trì địa rê sanh ni na bà gia ba tất đà gia ta ba ma tăng đà gia ta ba nghề tăng bằng ra gia ta ba ra cộng trì ta ba na ra ta ba tăng ra tăng na mùng cơ gia ta ba đà già đà ba già kiết ra tất đà già ta ba ba đà ma yên tất đà già na ra cấn trì bằng đà ra già ta ba ma ba rề thăng yên ra già Mô Ăn Ra Đăng Na Đa Ra Dạ Dạ. Nam Mô A Di Đà Ba Lô Yên Đế Thương Bằng Ra Dạ Tấn Điện Đô Mạng Đà Ra Bằng Đà Dạ Ta Ba Ăn Tất Điện Đô Mạng Đà Ra Bằng Đà Dạ An tấn điện đô mạng đà ra bậc đà già ta ba Phật pháp rộng sâu rất nhiệm màu trăm nghìn muôn kiếp khó tìm cầu nay con nghe thấy chuyên trì tùng nguyện to như lai nghĩa nhiệm màu nam mô khai pháp tạng bồ tát
Nam mô Tu La Ma.
Oh.
Nam mô Như Lai Phật.
Nam mô
Tần đại chi vô lão tượng
diệt vô lao tử tầng vô khổ tập, diệt đạo vô trí, diệt vô đắc dị, vô sơ đắng cố bồ đề tác đoàn. Y Bân Nhã Ba La Mận Đa Cổ Tâm Vô Quái Ngài, Vô Quái Ngài Cổ Vô Hộ Phụng Vô Viện Liên, Điên Đạo Mộng Tường Cô Cánh Niết Bàn Tạm Thế Chư Phật. Y Bân Nhã Ba La Mận Đa Cổ Đăng A Nậu Đa La Tam Biểu Tam Bồ Đề Vô Trí Bân Nhã Ba La Mật Đa. Thì Đại Thần Chú, Thì Đại Minh Chú, Thì Vô Thường Chú, Thì Vô Đặng Đặng Chú, Năng Trừ Nhật Thiết Phồn Chơn Thiền Bận Hư Cố Thuyên Bân Nhã Ba La Mận Đà Chú Tân Thuyên Chú Viên. Yên Đế, Yên Đế Ba La, Yên Đế Ba La Tân, Yên Đế Bồ Đề Ta Bà Hân. Yên Đế, Yên Đế Ba La, Yên Đế Ba La Tân, Yên Đế Bồ Đề Ta Bà Hân. Yên Đế, Yên Đế Ba La, Yên Đế Ba La Tân, Yên Đế Bồ Đề Ta Bà Hân. Tiêu Tai Kiết Tường Thận Chô Năng Bồ Tát Bằng Đà Mâu Đà Nầm Ma Bán Ra Đề Hà Đà Sa Ta Nặng Nầm Đạn Điện Ta Ăn Khê 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 Hồng Hồng Nhầm Và Ra Nhầm Và Ra Bán Ra Nhầm Và Ra Bán Ra Nhầm Và Ra Đê Sẵn Sa Đê Sẵn Sa Sẵn Tri Rì Sẵn Tri Rì Ta Phấn Trang Ta Phấn Tra Viên Đề Ca Tấn Rì Về Ta Phá Năng Bồ Tạm Mang Đa Mậu Đà Nầm Ma Bán Ra Đề Hàm Đa Sa Ta Năng Nồng Đác Điệt Thái Ăn Khê 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 Hồng Hồng Nhầm Và Ra Nhầm Và Ra Bán Ra Nhầm Và Ra Bán Ra Nhầm Và Ra Đề Sẵn Sa Đề Sẵn Sa Sẵn Tri Rì Sẵn Tri Rì Ta Vấn Tra Ta Vấn Tra Viên Đề Ca Thận Rì Duy Ta Phá Năng Bồ Tát Mang Đa Mậu Đà Nầm Ma Bán Ra Đề Hà Đa Sa Ta Nặng Nầm Đạn Điện Thái Ăn Khê 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 Hồng Hồng Nhầm Và Ra Nhầm Và Ra Bán Ra Nhầm Và Ra Bán Ra Nhầm Và Ra Đê Sẵn Sa Đê Sẵn Sa Sẵn Tri Rì Sẵn Tri Rì Ta Vấn Tra Ta Vấn Tra Viên Đề Ca Tấn Rì Về Ta Phạm Nguyện ngày an lành đêm an lành ở đêm ngày sau thời đều an lành tất cả các thời đều an lành xin đấng từ bi thường gia hộ nguyện ngày an lành đêm an lành ở đêm ngày sau thời đều an lành tất cả các thời đều an lành xin nguyện tam bảo thường gia hộ nguyện ngày an lành đêm an lành đêm ngày sau thời đều an lành tất cả các thời đều an lành xin nguyện hộ pháp thường gia hộ Nam Mô Tiêu Tai Giang Kiết Tường Bồ Tát Nam Mô Tiêu Tai Giang Kiết Tường Bồ Tát Nam Mô Tiêu Tai Giang Kiết Tường Bồ Tát Ma Ha Tát
tùng kinh thâm diệu tạo công đức vô biên, đệ tử xin hồi hướng cho chúng sanh mọi miền pháp môn xin nguyện học, ân nghĩa xin nguyện đền, phiền não xin nguyện đoàn, quả Phật xin nguyện thành. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tất Đại Chứng Minh. Nam mô Đại Từ Bi Linh Cảm Mừng Quan Thế Âm Bồ Tát Tất Đại Chứng Minh. Ngọn nguyện Phật Từ Quảng Đại Cảm Ứng Vô Sai Quang Văn Đạo Tràng Chứng Minh Công Đức Gia Hồn. Đệ tử chúng con cập thân bằng quyến thuộc Pháp giới chúng sanh, đương thời phiền não dứt sạch nghiệp chướng, tiêu tan tật bệnh bình an, thân tâm thường lạc, gia đình thịnh đạt, hưởng cảnh thanh nhàn. Hồi hướng công đức kỳ siêu, chư hương linh qua vạn hộ danh, vô vị hộ vệ vô danh, thúc bá đề huynh cô di tí mùi, anh hùng chiến sĩ trận vong, đồng bào tự nạn, thập nhị loại cô hồn. Nguyện chư hương linh trọn thừa Phật lực, nghe kinh kệ rõ thấu, đường lành quy tam bảo, động vạn sanh Tây Phương Cực Lạc. Phổ nguyện âm siêu dương thời hải hiện hạ thanh, Pháp giới chúng sanh tề thành Phật Đạo. A-di-đà Phật. Trời A-tu-la và xóa thầy đến nghe Pháp đó, nên chỉ tâm ủng hộ Phật Pháp khiến thường còn. Mỗi vị siêng tu lời Phật dạy, bao nhiêu người nghe đến chốn này, hoặc trên đất liền hoặc hư không, thường với người đời sanh từ tâm, ngày đêm tự mình nương Pháp ơn. Nguyện căn thế giới thường an ổn, phương trí vô biên lời quần sanh, bao nhiêu tội nghiệp thảy đều trừ, xa lìa các khổ về viên tịch. Hằng dùng giới hướng xóa vòng sáng, thường dình định phục để giúp thân, hóa màu bồ đề khắp trang nghiêm, tùy theo cho ở thường an lạc. Nam mô tội tà phụ chánh hộ pháp chư tôn bồ tát. Nam mô tội tà phụ chánh hộ pháp chư tôn bồ tát. Nam mô tội tà phụ chánh hộ pháp chư tôn bồ tát ma tát. Từ quy y Phật xin nguyện chúng sanh thề theo đạo cả pháp lòng vô
chúng sanh thấu rõ kinh tạng, trí tuệ như biển. Từ Phật